Dương chụp ở dưới thì nó bấm vào cái ở dưới được, nó thành chụp đấy. Chợ nguy hiểm ngay, cũng chả chẳng buộc gì, chụp cả biển số xe lên cho nó phạt chứ mà. Chưa hiểu ai cấp phép cho người ông chở này đây này, Mark 19R này, 01056 này, đi hết đường này, một mình một đường này, không có không nhìn thấy thường không biết là không biết ai cấp phép cho người ông chở hàng siêu trường siêu trọng này, quá khổ quá tải này đây. Làn đường. Đường này là có bố mày. Đó, đi chạy con này lối đỏ mà. Ngáo thật đấy, ừ, ngáo đét, vừa ngược chiều lại còn mẹ mày chiều cao luôn. Ủy ban nhân dân phường Đại Kim, quận Hoàng Mai cho biết, quyết đường Vĩnh Nam 2 km nữa, tăng lên vọt theo. Đi này, đi này, nghiêng một chỗ này về nó lòi mẹ ra kìa. Thế à, biển 34R móc 34R03290. Thank you.
có bác nào quen chủ xe này các bác gọi dùm nhá. 34L móc 34L 03290.